Đà Nẵng sẽ dành gần 20 tỷ đồng để truyền thông tổng thể về an toàn thực phẩm. Đây là một trong những nội dung của kế hoạch truyền thông tổng thể về an toàn thực phẩm trên địa bàn giai đoạn 2017-2020 vừa được thành phố này ban hành. Theo thành phố Đà Nẵng, chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân sản xuất nuôi trồng kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống về vấn đề an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch trên, thì Sở Thông tin Truyền thông Thành phố sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan chỉ đạo định hướng công tác thông tin, xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong các đợt cao điểm hàng năm như là Tết dương lịch, Tết Nguyên Đáng, Tết Trung Thu, tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm v.v. Sở Giáo dục và Đào tạo chú trọng nâng cao nhận thức đối với các trường mầm non, tiểu học bán trú có bếp ăn tập thể cũng như phổ biến rộng rãi kiến thức về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, thói quen ăn uống cho học sinh. Ủy ban nhân dân thành phố cũng phân công một số cơ quan truyền thông xây dựng chuyên trang, chuyên mục về an toàn thực phẩm. Dự kiến kinh phí cho chương trình gần 20 tỷ đồng, kéo dài từ năm 2017 đến năm 2020.